Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, và chúng ta đang ở cuối năm và bước sang năm mới của âm lịch. Và thưa quý vị, thì chúng ta nhớ vào năm 2005 khi mà trả lời phỏng vấn của báo quốc tế là cơ quan ngôn luận của Bộ Ngoại giao Nhà nước Cộng sản, thì cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có một lời nói về 30 tháng 4 là có 1 triệu người vui thì nhưng mà cũng có 1 triệu người buồn. Và ông cho rằng đây là cái vết thương chung của Việt Nam và cần phải làm cho lành thay vì làm thêm rỉ máu. Nhưng mà cho dù cái ông Kiệt lúc đó ông có nói thật tâm đi nữa thì nó cũng không có nghĩa lý gì hết, vì đất nước của chúng ta càng ngày càng chìm vào trong đen tối. Và hôm nay trong chương trình câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam thì đó cũng là một cái chủ đề của chúng tôi hôm nay cho tháng 1 của năm 2019. Và trước tiên thì Thu Nga xin được chào anh Phan Nhật Nam ạ. Vâng, chào cô Thu Nga, kính chào quý khán giả SBTN. Vâng, thưa anh, thì cái tình hình mà thực tế mà chúng ta đang ở trong cái tình trạng hiện thời thì chúng ta có thể nhận ra rằng cái cuộc chiến mà Hà Nội muốn xâm lăng miền Nam bắt đầu từ năm 1960 coi như là không phải vì mục tiêu giải phóng đất nước hoặc là đem lại sự no cơm ấm áo cho toàn dân, mà họ đánh vì họ cho Mỹ và Nga Xô mà thôi. Và nay thì nhân chúng ta đang ở trong tháng 1 của năm 2019 là cái thời điểm mà 50 năm về trước đã xảy ra cái biến cố thảm sát Tết Mậu Thân. Rồi 46 năm sau, sau khi mà ký Hiệp định Ba Lê, cũng như là 45 năm sau trận chiến Hoàng Sa. Và tất cả cũng đều xảy ra cái thời điểm của tháng 1 của những năm 1968, 1973 và 1974. Thì mời anh và chúng ta có thể là bắt đầu từ cái Tết Mậu Thân. Vâng, thưa cô Thu Nga, thưa quý khán thính giả. Chúng ta đang ở tháng Giêng năm 2019. Và như là cô đã vừa dẫn nhập, thì không hiểu có một cái định mạng nào mà tháng Giêng năm 1968, là cách đây 51 năm, xảy ra trận chiến Mậu Thân từ đêm giao thừa 30/31 tháng Giêng 1968. Rồi cũng qua tháng Giêng đó lại có một tên tháng Giêng khác, đó là 27 tháng Giêng 1973, ký Hiệp định Ba Lê. Rồi ký Hiệp định Ba Lê thì có sau đó lại đem theo một cái tháng Giêng nữa là 19 tháng Giêng 1974 trận Hoàng Sa. Quả tình chúng ta không phải là người theo thuyết định mạng, nhưng rõ ràng tất cả tháng Giêng nó xảy ra những biến cố không phải thay đổi cái vận mệnh Việt Nam, nhưng mà nó thay đổi luôn cả cái toàn vùng Đông Nam Á, và nếu không nói quá là cả thế giới. Và hiện tại cái tình hình bây giờ là một cái hệ quả, hậu quả của những cái tháng Giêng năm 68, tháng Giêng năm 73, tháng Giêng năm 74. Thế thưa cô và thưa quý vị, phải chúng ta cứ chạy quanh những cái tháng Giêng của quá khứ như vậy để có những lời cáo buộc, có những lời chạy tội, có những lời như là tiên tri không, thưa chúng ta không có khả năng và không có mục đích làm như vậy. Nhưng mà chúng ta làm có những cái việc, vấn đề như thế này để làm gì? Để cho các thế hệ bây giờ hiểu rõ ra những đau thương đã xảy đến với dân tộc Việt Nam. Để làm gì? Để có một hy vọng và có một cái mơ ước là để những thế hệ hôm nay và mai sau tránh đi những lỡ lầm của quá khứ. Những lỡ lầm đó không phải riêng của một cá nhân hoặc là một tập đoàn cầm quyền nào, nhưng mà đó là một cái lỡ lầm của toàn bộ lịch sử Việt Nam. Mà cái Mậu Thân năm 1968 là một cái điển hình khắc nghiệt nhất. Thưa cô và thưa quý vị, chúng ta như tôi đã nói dẫn nhập, chỉ mong ước làm sao để tránh những cái tàn khốc mà tầng lớp dân chúng thuộc về xã hội miền Nam ngày trước chúng ta đã mắc phải. Dạ, cảm ơn anh. Vâng, thưa anh, thì bắt đầu trước đó, nhưng mà cái năm mà 1968, cái năm đó là cái phong trào phản chiến mà nó lên cao nhất. Và cái điều này nó đã tác động đến cái vận mệnh của quốc gia Việt Nam như thế nào, thì mời anh có thể nói, và cái dư luận Mỹ lúc đó ra sao để cho thế hệ lớn lên ở Mỹ này và tuổi trẻ có thể hiểu rõ hơn. Mời anh. Mời người. Như tôi đã dẫn nhập không phải là để mà cáo buộc ai, nhưng mà nếu chiến tranh Việt Nam năm 1968
60 đến 75, nhất là thời điểm 68, không nhắc đến yếu tố, một trong những yếu tố quyết định đó là chính trường cũng sự Mỹ. Thì năm đó là ông McNamara, ông Bộ trưởng Quốc phòng, ông Bộ trưởng Quốc phòng của hai đời Tổng thống Mỹ, cho nên ông sắp sửa từ chức. Và trước khi ông từ chức thì ông có dùng cái quyền đó, cái quyền lực của một ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông bác cái đơn, cái đề nghị lấy thêm 200.000 quân của ông thống đại tướng Westmoreland là tư lệnh ở Việt Nam. Thì và trước cái lần ông tư nhiệm thì như vậy là sau này ông Westmoreland bảo rằng là ông đã bị bỏ tay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ coi thử quân lực Mỹ ở Việt Nam bị bỏ tay thì đã có xảy ra chuyện gì. Thế đêm 30/31 tháng Giêng năm 1968, tức là giao thừa năm Mậu Thân, đã có một cuộc tổng tấn công ở từ ngoài Bắc và có kèm theo một cái mục tiêu nữa và tổng nổi dậy. Cái cuộc tấn công, cuộc nổi dậy này do chính quân ủy miền Bắc tổ chức, điều hành và chỉ huy trực tiếp, chứ không có một điểm nào liên quan đến cái quân đội miền Nam. Lẽ tất nhiên cái quân đội vũ trang giải phóng miền Nam của chính phủ gọi là cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng có mặt, nhưng thực lực chính gồm có đến 323.500 người, tức là bộ đội của miền Bắc cộng với bộ đội miền Nam, và riêng từ Sài Gòn không đã 84.000 người rồi. Thì một cái lực lượng như vậy nó đến 19 tiểu đoàn và 18 đại đội đặc công đánh vào 36 của 44 tỉnh miền Nam, đánh vào 5 đến 6 thành phố và đánh vào 62 của 242 thị trấn của miền Nam. Như vậy chính tôi là người, là một cá nhân đã tham dự, đã có mặt trong trận chiến đó từ đêm đầu tiên, đêm giao thừa đầu tiên ở Quảng Trị. Thì đã thấy một cái điều gì? Thì cái lực lượng đây phải nói rằng đây là một cuộc tổng tấn công kích mà do quân ủy miền Bắc tổ chức, và điển hình nhất là mặt trận Huế. Mặt trận Huế chúng tôi đã có mặt từ ngày 4 Tết, vì chúng tôi được trực thăng vận từ phi trường ở ngoài Quảng Trị vào Huế. Thì mà Huế là một cái thành phố, thì bây giờ cái trận chiến lớn quá, thì tôi thưa với cô Thu Nga và thưa quý vị, tôi xin kể lại những chi tiết ở Huế để làm coi như là một cái mục tiêu điển hình, câu chuyện điển hình nhất. Thì ở trong cái ở Huế thì có mặc một cái nhân vật, đó là Walter Cronkite của hãng CBS. Walter Cronkite đã có mặt ở Huế, hoặc từ Sài Gòn ông ta đi ra Huế, và có những cái ngày mà máu lửa ở Huế. Thì ngày 27 tháng 4 là sau khi Huế được chiếm lại, cái vấn đề Huế được chiếm lại là ngày 24 tháng 2, chúng tôi sẽ nói tiếp sau trong những câu hỏi tiếp. Nhưng chỉ biết rằng từ máu lửa ở Huế và máu lửa chung của miền Nam, thì ông Walter Cronkite, ông đã nhắn qua hệ thống truyền hành, truyền hình vào đến mỗi cái phòng ngủ của người Mỹ là cái sự máu lửa ở Việt Nam. Thì ông tôi xin đọc nguyên văn: hơn bao giờ hết, chúng ta là người Mỹ, có thể nói rằng kinh nghiệm đẫm máu tại Việt Nam sẽ mở ra một lối thoát. Tức là sao? Ông ta đã nhấn mạnh, ông ta mở vào cái dư luận Mỹ, tức là phải một lối thoát. Thì cái lối thoát đó tức là phải chấm dứt chiến tranh bằng một cái đường lối nào đó. Cái ý niệm này không phải riêng của ông Walter Cronkite, không phải riêng của dư luận Mỹ, mà chính đó cũng chính là ý niệm của McNamara, từng bộ trưởng quốc phòng. Thì ông đã nói với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ khi cái lần thăm viếng năm 1967, chúng tôi là người Mỹ, cần thương thuyết về Hà Nội để cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, tức là tuyển cử tháng 11 năm 1968. Cái điều này cũng là điều nhắc nhở của đại sứ Bunker với là Dinh Độc Lập, là chúng ta phải có nói chuyện với Cộng sản để chứng tỏ rằng Hoa Thịnh Đốn và Sài Gòn đều là những người yêu chuộng hòa bình.
Thu Nga và thưa quý vị, qua cái thái độ không chấp nhận 200.000 quân của Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Nam Bảo Lạc, qua lời cáo tri trước tiên của Walter Cronkite tại mặt trận Huế, qua lời nhắc nhở của ông đại sứ Bunker ở với Dân Độc Lập, thì tất cả những điều đó đã đi hiện thực điều gì? Tức là người Mỹ chuẩn bị để nói chuyện với Cộng sản Hà Nội. Nói chuyện bởi cái gì? Nói chuyện trên máu xương của Việt Nam. Thưa quý vị và thưa quý vị cùng nghe. Trở lại câu chuyện của hôm nay, thì cái điều tôi khẳng định là không phải do võ đón, không phải do thiên kiến, do không phải do định kiến của một người lính Việt Nam Cộng hòa. Nhưng đây là thực tế. Thực tế là gì? Mỹ và Cộng sản Bắc Việt nói chuyện với nhau trên xương máu Việt Nam. Để chấm dứt cái câu này, tôi xin chỉ ra một cái chi tiết. Đấy là Lê Dũng đã không cho phép Trần Văn Quang là tư lệnh mặt trận Huế, không cho phép Phạm Văn Trà và Võ Văn Kiệt là chỉ huy mặt trận Cần Thơ rút đi. Trong vì ở Huế đã có sự thiệt hại quá lớn, mà bí thư của thành mặt trận Huế là Trần Văn Quang xin rút, nhưng mà Lê Dũng và Lê Đức Thọ cho rút. Mặt trận Cần Thơ Phạm Văn Trà và Võ Văn Kiệt xin rút thì cũng không cho rút. Không những vậy nữa mà tháng năm còn mở thêm một cái cuộc tấn công Đức Khang để làm gì? Cuộc tấn công Đức Khang để làm cho mạnh thế Lê Đức Thọ, để cho phía Cộng sản Hà Nội nói chuyện với là Mỹ ở tại hội nghị Paris mà mở đúng ngày 13 tháng 5 1972. À, dạ vâng, và mặc dù là cái việc mà cái hiệp định Ba Lê đó thì đó là một cái chính sách mà ngoại giao của Mỹ nhắm tới, nhưng mà nó lại xảy ra ngay trên lãnh thổ của Việt Nam Cộng hòa Việt Nam. Và như và với một cái sự thiệt hại rất là lớn của quân dân miền Nam, mà cái việc mà nghe anh Phan Nhạc Nam vừa trình bày đó là cái vụ thảm sát Tết Mậu Thân và hơn 5.000 người đã bị sát hại, thì xin mời anh có thể là cho biết được cái sự thêm một cái vài chi tiết nữa về cái sự tác hại của cuộc chiến nói chung và người dân Huế nói riêng, thưa anh, sau 50 năm. Vâng, thưa cô Thu Nga, thưa quý vị, bây giờ trở lại chiến cuộc Mậu Thân. Thì cái chiến cuộc Mậu Thân này, phía Hà Nội đã chuẩn bị rất kỹ, tôi xin lặp lại, chuẩn bị rất kỹ mà được gióng lên bởi một cái lời thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh. Lúc ấy Hồ Chí Minh ở bên Tàu. Tại sao Hồ Chí Minh ở bên Tàu là cái một bí ẩn của lịch sử. Tuy nhiên chúng ta không đề cập cùng ngoài vì chúng ta có thời giờ. Chỉ biết rằng từ ở bên Tàu, nhưng cái lời thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh đã được đọc tại Hà Nội, cũng có một nội dung là xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi thì vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ác Việt Bắc. Thì cái đấy chính là lệnh mở đầu cho chiến cuộc Mậu Thân. Và riêng tại Sài Gòn không thôi thì tôi đã nói đến 84.000 tăng binh Cộng sản đánh vào các cái vị trí chiến lược của Sài Gòn, mà một trong cái vị trí cần chiếm nhất tức là tòa đại sứ Mỹ. Thì tất cả những cái diễn tiến của quân sự của 36 trên 41 tỉnh và trên 5 trên 6 thành phố chính mở một đơn, chỉ có thành phố Long Xuyên là của được cái quân dân hòa hảo đã bảo vệ chặt chẽ cho nên nó không xâm nhập được. Thì như vậy thì tôi đã trong lời giọng nhận tôi đã nói rằng đây là một cái chiến dịch chuẩn bị rất là kỹ. Chuẩn bị kỹ để làm gì? Và Lê Dũng bảo rằng coi như đánh cái dòng và đánh chuẩn bị từ là các cái thành phần dân sự như bác sĩ, như giáo sư, như văn công để vào tiếp thu các thành phố. Và cái mật lệnh là khi đi vào tiếp thu các thành phố và để chờ trong miền Nam nổi dậy, và đó là một sự thắng lợi vừa tổng công kích vừa tổng nổi dậy. Vì là khi mà chúng tôi bắt được các cái cán binh quá trẻ, đó là những thiếu niên chưa đầy 18 tuổi, thì hỏi vì sao vậy? Rằng là chúng cháu là
thì các đám các bộ trẻ đó là đã được có nhiệm vụ vào tiếp thu thành phố. Và thưa cô, và như thế này thì trở lại câu trả lời thứ hai, tất cả chiến dịch này là do Lê Vũ, Lê Đức Thọ chỉ huy để làm gì? Để vừa tổng công kích, vừa tổng nổi dậy và coi như là chiếm công đầu để giải phóng miền Nam với những cái bộ đội mà tuổi trẻ mà như đến bây giờ thì là những người già, nhưng mà lúc ấy là chỉ là những thiếu niên mà thôi. Ở Huế người ta tính ra đến 2.800 tử thi được tìm được, thì nhưng mà rải rác ra xung quanh Huế thì người ta tính ra là đến cả gần 5.000 người. Con số hiệu này là những con số liệu mà ủy ban tìm xác chết đã tìm ra. Và để đúc kết cái câu chuyện mà não nề này thì thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, đây là một cái bi kịch của lịch sử do những cá nhân mà có thể kể ra, đó là Lê Dũng, là Lê Đức Thọ, đó là Đảng Cộng sản đã huy động toàn bộ thanh thiếu niên của miền Bắc lẫn miền Nam trong một cuộc chiến để làm gì? Để đồng mạnh miệng nói chuyện ở bên Paris. Mà những cái người trẻ tuổi đó thì hôm nay chắc cũng còn những người sống sót phải nghe câu chuyện. Dạ vâng, và chúng ta còn một câu hỏi nữa mà để cho anh có thể là đúc kết cái phần nói chuyện ngày hôm nay. Là thưa quý vị, cũng đã 51 năm qua rồi từ kể từ Tết Mậu Thân, và mỗi lần mà xuân về thì chúng ta lại ôn lại Tết Mậu Thân, vì đó là một cái cảnh mà đau lòng nhất cho dân tộc Việt Nam. Thì mời anh có thể là đúc kết về cái việc này nó đã xảy ra ở trong cái thời chiến tranh buồn và tàn khốc của chúng ta, và tới bây giờ thì những nạn nhân và những gia đình đó cũng vẫn đau khổ. Mời anh. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, chúng ta chấm dứt câu chuyện của Mậu Thân, tạm chấm dứt. Như là chúng tôi đã chấm dứt ở những câu hỏi trước, chúng ta chỉ hạn chế ở trong mặt trận Huế. Thì mặt trận Huế không thôi, là cái ủy ban mà truy tầm tội ác ở Huế, thì người ta từ cái hồ sơ và hiện thực đếm được, thì ở phía Hà Nội bảo rằng đã hành quyết đến 1.892 người. Thưa tôi đọc lại con số hiệu là 1.892 người, bảo rằng đó là thành phần ác ôn, mà đó là thật ra chỉ là một ông cảnh sát hoặc là một lý gia trưởng, hoặc là cũng chỉ vì những cái tư thủ riêng tư. Nhưng mà về phía Việt Nam Cộng Hòa, nếu đào ở Từ Khe, Đá Mài, ở Ngũ Tây, ở các cái vùng như Trường Gia Hội, ở Chùa Áo Vàng Nevada, thì với cái tử thi đếm được là 2.800 tử thi đếm được do ủy ban truy tầm tội ác của Cộng sản ở thành phố Huế. Tuy nhiên, nói đi thì nói là cũng chính ở thành phố Huế đã dựng nên một cái hoàn cảnh bi tráng nhất của chiến tranh Việt Nam theo sự nhận xét của chính bản thân tôi cũng như những người lính và dân xứ Huế. Đó là người sau khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm có sư đoàn 1 bộ binh, chiến lữ đoàn A thủy quân lục chiến, 2 tiểu đoàn 39 và 21 điện phòng quân và đại đội hắc báo của sư đoàn 1 bộ binh chiếm Đại Huế và chiếm Đại Cổ Hồng Thành. Thì chiều 24 tháng 2, thượng kỳ Hờ Vàn Ba Sọc Tổ lên trên kỳ Đại Huế, và trước cái cảnh hùng tráng đó đã có những cái tiếng lời vạn quân dân thêm một lòng bật khóc khi lá cờ vàng Ba Sọc lừng lức lên cao giữa mùa xuân xứ Huế chiều hôm nào. Dạ, cảm ơn anh Phan Nhật Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc nói chuyện với lại nhà văn Phan Nhật Nam, và chúng tôi ôn lại trong khi mà chúng ta ở cuối năm và bước sang mùa xuân âm lịch. Vâng, thưa quý vị, và Tết Mậu Thân là một trong những cái bi kịch mà mình không gọi bi kịch, nhưng mà đó là một cái trận chiến mà rất là bi hùng tráng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để giành lại Huế. Vâng, và chương trình cũng như câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam trong tháng giêng này đến đây xin được tạm ngưng, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Dạ, xin chào anh Phan Nhật Nam và xin hẹn gặp lại. Xin kính chào Thu Nga, xin kính chào quý khán giả.
giả khắp nơi có thể nghe Radio Sài Gòn Dallas qua phone không tốn lệ phí qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042.